Trong ngày mùng 2 Tết chiều hôm nay, chúng ta trong truyền thống của người Việt, chúng ta dâng thánh lễ kính nhớ đến các ông bà tổ tiên của chúng ta, và trong tâm tình trước thềm năm mới, một lần nữa chúng ta cùng đốt lên một tràng pháo tay cùng chúc tân xuân mậu tốt